Chuyện cổ tích Việt Nam. Ngày xưa ngày xưa, có một vương quốc trị vì bởi vị hoàng tử tên Aeron. Ngài ấy không phải một vị hoàng tử bình thường. Ồ không, ngài ấy là vị hoàng tử hoàn hảo nhất. Thông minh, nhanh trí, hài hước và cực kỳ điển trai. Đúng vậy. Nhưng ta cũng biết, không ai là hoàn hảo cả. Chàng hoàng tử hoàn mỹ của ta cũng có một bí mật. Ôi, khuôn mặt điển trai của ta, ta nhớ mi quá đi. Làm sao bây giờ? Ôi không, một vệt đen sao? Ôi không, chỉ là chiếc gương thôi mà. Đúng vậy. Điểm yếu duy nhất chính là gương mặt của chàng. Chàng yêu diện mạo của mình và xem trọng vẻ ngoài hơn cả. Vì vậy, người có tướng mạo không may mắn sẽ bị chàng xa lánh. Căn phòng này thật là lộng lẫy. Có thể là do diện mạo của ta phản chiếu ở trên tường. Ai vậy hả? Bệ hạ vạn tuế, tôi muốn tới bẩm báo với ngài rằng hoàng cô sẽ tới tham dự vũ hội của ngài vào ngày mai. Thế mới phải, vũ hội hoàng gia với sự chào đón của hoàng cô ta, ai la sao? Sao cô ấy đến chứ? Thưa bệ hạ, người còn ở đó không? Ồ, đúng vậy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cô ấy. Việc đó là niềm vinh dự của thần. Chúng thần vừa chuẩn bị xong hoàng phục cho người. Cảm ơn Khanh. Ít nhất ngày mai ta cũng tươm tất. Hoàng cô Ayla chỉ là người phụ nữ ích kỷ. Ngày mai bà ta sẽ thấy ta là một vị hoàng tử anh minh cỡ nào. Đêm hôm sau, gia đình hoàng tộc trên khắp vùng đất đến dự vũ hội của hoàng tử. Họ nhảy múa ăn mừng. Trong phòng, hoàng tử đang chuẩn bị. Chàng mặc bộ hoàng phục và trông thậm chí còn điển trai hơn bao giờ hết. Ôi trời, trông ta tuyệt vời quá đi. Bộ Âu phục thật sự khiến gương mặt của ta đẹp lên rất là nhiều. Có chuyện gì với hoàng tử của chúng ta vậy? Có phải ngày ấy không khỏe không? Ta mong ngày ấy vẫn ổn. Nhưng ngày ấy cũng khó mà ốm được. Ngày ấy đã ở trong phòng và trầm trồ trước hình phản chiếu của mình trong gương. Ta có nên đi mời hoàng tử xuống không? Cháu trai của ta đâu rồi? Ta chưa thấy quý ngài cao quý đâu hết. Ôi, thưa công nương Ayla, chúng thần đang chuẩn bị tới gọi hoàng tử ra. Nè, đừng bận tâm, để ta làm cho. Ta thích gặp đứa cháu cưng của mình mà. Hoàng cô Ayla thật ra không phải người thường. Nhưng cô ấy nắm mọi thói quen của hoàng tử và không hài lòng với tính tự mãn của chàng. Chưa nhắc đến, cô ấy cũng là phù thủy. Ôi trời ơi, ta đúng là có mái tóc đẹp nhất ở trên đời này. Aeron, gớm quá, lại soi gương nữa đó hả cháu? Cô Ayla, cô đang làm gì ở đây vậy hả? Wow! Hoàng tử không tới gặp chúng ta bên dưới, điều này rất thiếu tôn trọng. Hôm nay là sinh nhật của con mà hoàng tử. Vâng, Nhi thần biết điều đó chứ. Nhi thần chỉ bận chút công chuyện mà thôi. Cô ấy nhìn thẳng vào chiếc gương Aeron đang cầm. Chiếc gương khỉ gió này. Được thôi, để ta tặng quà sinh nhật cho con. Vì con đam mê gương và cái đẹp. Đây. Hoàng cô biến đổi Aeron. Vừa lúc chàng mở mắt, chàng thấy mình đang mắc kẹt bên trong gương. Sao? Ta đang ở đâu vậy? Không, thả ta ra đi, làm ơn. Không được, cứ ở đó đến khi con bỏ được tính tự mãn mình nhiều như vậy đi. Thật ngớ ngẩn làm sao, ta sẽ gọi lính canh bắt cô lại. Được rồi, đi. Giờ con sẽ không thể nói chuyện về thân phận hoàng tử hay lời chú của ta. Tên con cũng vậy. Con chỉ là người đàn ông trong gương mà thôi. Sao cô? À ha, còn nữa. Nhìn đây. Để vương quốc không quên được vị hoàng tử điển trai này. Cô không được bỏ đi như vậy đâu.
Cô Ayla à? Không được. Ta cười, con cười, hai ta cùng cười. Chào cháu cưng của ta nha. Xin chào. Chàng Aaron tội nghiệp. Thấy mình không trong vương quốc mà từ một gia đình nghèo. Có người phụ nữ đánh thức ông ta dậy. Ồ, ai lại để gương ở đây vậy ta? Tuyệt quá. Ơn trời đất, có người có thể cứu được ta rồi. Xin chào, xin chào. Cô có nghe thấy ta nói không? Nhưng người phụ nữ chỉ có thể nhìn thấy hình phản chiếu của cô. Cô không thấy hoàng tử tội nghiệp đang mắc kẹt, gào thét trong gương. Người phụ nữ có cậu con trai, cậu bé làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền phụ gia đình. Mẹ ơi, hôm nay con có chút tiền. Khi nào mẹ mới đi chợ và mua thức ăn vậy, mẹ? Ồ, một lát nữa nha con. Trông mẹ đẹp thật đó, đến nỗi chim chóc sẽ phải hết lời ca tụng mẹ. Người phụ nữ ngu ngốc kia, con trai cô đang đói bụng mà cô còn chả đếm xỉa tới thằng bé. Nhưng cô ta không nghe thấy chàng. Hoàng tử nhìn thấy cậu bé tội nghiệp buồn bã ra khỏi nhà đem theo chiếc giỏ. Việc này cứ lặp lại ngày ngày, tới mức cậu thấy khó chịu. Mẹ si mê mi quá đây, ta nên ném mi đây. Không thì bà ấy sẽ chẳng làm việc gì nữa. Nhưng lúc mẹ không có nhà, cậu cầm và ném gương ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, một tên trộm xấu xa đang lẩn trốn. Hắn nhìn thấy và nhặt gương lên. Ôi không, giờ thì sao? Thật là một tấm gương đẹp cho một người như tôi. Tôi, kẻ trộm vĩ đại nhất thế giới. Trộm sao? Sao ta không rơi vào tay một vị công chúa xinh đẹp cơ chứ? Tại sao? Tên trộm đem gương ở mọi nơi. Aaron vì vậy mà thấy được nhiều việc sai trái chúng làm. Ai là kẻ trộm lớn nhất? Tôi đó là ai? Ngươi đâu có tuyệt. Ngươi là tên trộm ích kỷ vô cùng. Một ngày kia, trong lúc tên trộm đang chạy, hắn không nhận ra đã làm rớt chiếc gương. Một cậu bé khác đi tới nhặt chiếc gương. Ôi, đúng là chiếc gương đáng yêu, có hơi bẩn một chút. Mình sẽ mang về nhà lau sạch. Vậy là cậu bé về nhà và lau gương. Mình có thể nhìn thấy. Ôi chờ đã, đây không phải là gương mặt mình. Nè nhóc à, có nghe thấy ta không? Ai đấy? Ngươi nghe được ta sao? Hả? Nhưng mà làm sao có thể? Ồ, anh là ai? Có phải là gương thần hay không hả? Không, ta là... đúng rồi, ta là gương thần. Đúng, ta chính là gương thần. Quá, anh có thể tặng tôi cây kem không? Không đâu, không. Nếu vậy thì chiếc áo mới? Không, không, không có luôn. Vậy thì anh thần kỳ như thế nào chứ? Tôi nói như vậy à? Cậu bé không hứng thú, nhưng vẫn cười lịch sự trước gương. Sao cậu có thể cười tươi trong khi mặt của cậu lấm lem vết bẩn như vậy? Vết này sao? Mặt tôi bị vậy trong lúc tôi quét mái nhà cho một cụ già. Chỉ là vết bẩn thôi mà. Tôi rất vui vì giúp được ai đó. Aaron đứng hình trước câu trả lời của cậu bé. Dù chàng là vị hoàng tử tốt bụng, chàng vẫn coi trọng vẻ ngoài của mình hơn mọi thứ. Giờ gương là bạn của ta, ta sẽ đem theo bất cứ nơi đâu. Ôi, may quá đi. Ngày qua ngày, hoàng tử nhận ra lòng tốt bụng và chu đáo của cậu bé. Bà ơi, đây, còn có ổ bánh mì này cho bà. Bà mau ăn đi. Cảm ơn nhóc nhiều nha nhóc. Sao nhóc lại làm như vậy hả? Nhóc còn chả có đủ thức ăn cho mình, vậy mà vẫn đưa cho người phụ nữ kỳ lạ đó hay sao chứ? Ý tôi là bà ấy hoàn toàn tự làm được mà. Đừng nói bà ấy kỳ dị, bà ấy có trái tim đẹp, chỉ nhiêu đó cũng đủ. Bà ấy mua rất nhiều thực phẩm và bà ấy đã cho rất nhiều người nghèo khác trong thị trấn này. Cuối cùng bà ấy không còn lại gì cho mình.
Hoàng tử lặng thinh khi nghe vậy. Chàng luôn nhìn nhận người khác qua vẻ ngoài, nhưng giờ chàng bắt đầu nhận thấy vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nhờ vào khoảng thời gian với cậu nhóc. Đêm hôm đó, trong khi cậu bé ngủ say, hoàng tử Aeron cảm thấy tồi tệ vì cách đối xử của mình. Ta hổ thẹn quá đi. Ta chỉ nghĩ về cái đẹp tuyệt đối và xa lánh những người mà ta cho rằng không bao giờ đẹp được, những kẻ xấu xí. Mọi người đều đẹp, dù họ có vẻ ngoài như thế nào đi chăng nữa. Vào lúc ấy, hoàng tử thoát khỏi chiếc gương. Chàng đã nhận ra lỗi lầm của mình và tự giải thoát khỏi câu thần chú của người cô. Ta tự do rồi, ta về nhà được rồi. Chàng cười khi nhìn thấy cậu bé ngủ rồi ra đi. Không lâu sau, chàng về đến cung điện. Ôi, thưa bệ hạ, nhưng nô tỳ tưởng người chuẩn bị đi nghỉ. Sao? Không không, ta quyết định anh ra ngoài đi dạo một vòng. Dạo một vòng đó mà. Thậm chí cả son này đánh lên khuôn mặt này cũng vẫn đẹp. Cô Ayla ạ, nhi thần về rồi. Ồ, con về sớm vậy hay sao? Ta tưởng ta sẽ có thêm chút thời gian trị vì Dương quốc chứ. Không đâu ạ, nhi thần đã học được một bài học quý giá vô cùng. Cảm ơn hoàng cô. Giờ cô biến hình lại có được không? Nhi thần không thích mặt mình có lớp son đậm như vậy đâu. Những gì con nói làm ta bất ngờ quá. Cô đổi lại về nguyên dạng. Hoàng tử thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà có một điều nhi thần không thể nào hiểu được. Sao cậu bé lại có thể nghe được tiếng của nhi thần? Có thể vì hai người trước không nhìn thấy gì khác ngoài bản thân. Còn cậu bé lại rất quan tâm đến người khác đó. Cậu bé dễ dàng nghe thấy con. Giờ thì ta đi đây. Tạm biệt hoàng cô Ayla. Có vẻ hợp lý rồi. Chờ đã, sao cô ấy có thể biết được vậy? Hoàng tử trị vì Dương quốc của mình tốt hơn. Chàng cảm ơn cậu bé có tấm lòng đẹp, khiến cậu bé ngạc nhiên. Hoàng tử đã bỏ được thói quen xấu. Giờ đây khi ngắm mình trong gương, chàng nở nụ cười xuất phát từ trái tim.